sinh viên trường F lần đầu tiên bận áo F. Và ngày hôm nay là Orientation Day và mình sẽ có một chuyến đi vòng quanh trường Fulbright. Và nếu các bạn có thắc mắc là campus của Fulbright như thế nào thì hãy theo mình nhé. Vì tụi mình ở dorm và cách trường vài trăm mét cho nên mình phải đi bộ tới trường. Và đây là Thảo. Thảo học chung với mình ở mình 2 hoặc lớp 3. Oh, và Fulbright đây rồi. Cái đó nữa. Orientation Day rất là đông. Mình có một cái thẻ nữa. Wow. Wow, và rất là nhiều người ha. Và đây là các bạn chung nhà của mình. Xong rồi còn có lunch break là mình được ăn sandwich. Thế vì bây giờ là bạn Thảo sẽ gỡ cái này cho mình ăn. Tại vì nó to quá cho nên mình sẽ chia ra làm hai để ăn. Bạn cân đang giảm cân để tìm bồ. Cũng vậy. Tìm bồ đại học. Ok, cái bánh nhìn cũng hấp dẫn chứ hả? Và chỗ này là cái chỗ mọi người có thể ngồi tự không? Sandbox, nơi mà các bạn có thể vào ăn uống thư giãn vì chơi đùa với các trò chơi như là soccer game hay là bóng bàn và rất là nhiều thứ nữa. Ok, và đó là một chút nhỏ xíu mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về Fulbright. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về campus của Fulbright thì hãy đón xem video tiếp theo của mình nhé. Xin chào.